Tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 Tuổi thìn nghĩ nhiều khiến bản thân bất an, mệt mỏi và gặp nhiều cái hung bại trong cuộc sống Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông à, Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của những người tuổi thìn trong cái tháng 3 âm lịch năm 2024 năm giáp thìn đúng không? chúng ta biết cái tháng 3 là cái tháng mậu thìn như vậy là gì cái những người tuổi thìn gặp tháng 3 âm lịch tức là gì gặp cái tháng mà gặp nguyệt lệnh đúng không ạ vậy thì cái vận trình của những người tuổi thìn trong tháng 3 âm lịch sẽ ra sao cát hung thế nào à, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ ngay sau đây của tử thông à, quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 6 nội dung cơ bản sau đây. Thứ nhất, về tổng quan vận hạn của những người tuổi thìn trong tháng 3 âm lịch. Nội dung thứ hai, Tử Thông cũng sẽ chia sẻ về cái vận trình chi tiết về sự nghiệp công danh của những người tuổi Thìn trong cái tháng 3 âm lịch. Nội dung thứ ba là về cái vận trình chi tiết về tài lộc cũng như là cái vận trình tiền bạc của những người tuổi Thìn. À, tiếp theo, nội dung thứ tư là về cái vận trình chi tiết về tình duyên của những người tuổi Thìn, cát hung ra sao, vận hạn thế nào và làm thế nào để có thể hóa giải được. À, nội dung thứ năm là về sức khỏe của những người tuổi Thìn trong tháng 3 âm lịch nội dung thứ sáu tử thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cách kích hoạt tài lộc chi tiết đối với từng tuổi để giúp những người tuổi thìn nắm bắt được những cơ hội và có được những cái may mắn tài lộc đến với mình. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Quý vị thân mến, đầu tiên chúng ta cùng xét về cái tổng quan vận hạn của những người tuổi thìn. À, như quý vị đã biết, tháng 3 âm lịch thì những người tuổi thìn xuất hiện cục diện là tự hình nên bản mệnh trở nên hướng nội hơn, không thích giao tiếp với mọi người như trước đây. Vì các bạn cần thời gian để tĩnh lặng, suy nghĩ, thấu đáo cho mọi chuyện. Các bạn cũng không thích những người khác xen vào cái chuyện của mình. Thích làm việc một cách độc lập, tự chịu trách nhiệm cho những cái gì mà mình làm. Đó chính là cái lý do mà những cái ý kiến đóng góp của những người khác trong cái thời gian này vì thế mà bị ngó lơ, không thương tiếc. Nhiều người còn quay sang giận dỗi vì những cái hành động bất cẩn của những người tuổi thìn. Ngoài ra, từ đây có thể nảy sinh ra cái tâm lý là những người tuổi thìn có xu hướng là ép người khác làm theo mình. Khi mà các bạn tin rằng mình luôn đúng thì cũng là khi mà tâm trí của các bạn đóng lại, không chịu học hỏi bất cứ cái kinh nghiệm nào từ những người khác. Nói chung ấy, trong tháng 3 âm lịch lại có cái lưu niên quan đới nó nhập bệnh, nó khiến cho những người tuổi thìn không phân minh, không rõ ràng trong mọi chuyện. Có thể cái vận trình tình cảm không được như cái mong muốn nên là các bạn cũng không nghĩ được gì một cách là thông suốt. Bên cạnh đó, về khía cạnh sức khỏe của bản mệnh thì cũng không nên lơ là khi mà gì có thái tuế hung tinh. Đấy, nó có một vài cái điểm báo tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. Quý vị nhớ cẩn thận khi mà xuất hành đi xa, tốt hơn hết là nên ưu tiên những cái nhiệm vụ gần. Nếu mà bắt buộc phải đi xa ấy, thì cũng nên có kế hoạch chuẩn bị một cách kỹ càng cho những cái trường hợp không mong muốn nó có thể xảy ra. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc và hóa giải những cái vận hạn ấy, thì những người tuổi thìn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tý thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn. Đó là cái vận trình tổng quan của những người tuổi thìn trong tháng 3 âm lịch. À, tiếp theo nội dung thứ hai mà Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận trình tử vi công danh sự nghiệp chi tiết của những người tuổi thìn trong tháng 3 âm lịch. À, quý vị thân mến, tháng 3 âm lịch đấy, thì những người tuổi thìn có cục diện tỷ kiên nó nhập mệnh. Cái cục diện tỷ kiên nó cũng nhắc nhở những người tuổi thìn luôn đề cao cái sự thận trọng trong công việc. Việc gì có thể làm thì quý vị hãy tiến hành. Quý vị đừng nhờ vào cái sự giúp đỡ của những người khác vì họ cũng đang rất bận rộn với cái nhiệm vụ của mình. Ngoài ra, ấy, một số cái ý kiến của bạn có vẻ chủ quan, cứng nhắc, thiếu đi cái sự linh hoạt. Vì những người tuổi Thìn thiếu đi cái sự lắng nghe nên các bạn có góc nhìn khá là thiển cận. Trong khi đó, những cái thông tin thì lại liên tục được cập nhật, thay đổi mỗi ngày. Hơn nữa, cái thái độ này có khiến cho các bạn gặp khó khăn hơn trong cái việc hợp tác với mọi người xung quanh. Lời khuyên dành cho những người tuổi Thìn trong thời gian này là đừng để cái vấn đề cảm xúc nó lấn át đi cái lý trí của mình. Khi mà làm việc thì nên tập trung vào cái xử lý vấn đề công việc, đừng để những cái sự yêu thích của cá nhân nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái kết quả chung. À, cách tốt nhất để hoàn thành hàng loạt các công việc, các nhiệm vụ nó xuất hiện trong cái thời gian này ấy, là quý vị đừng để tâm đến cái tiểu tiết quá mức khiến cho các bạn thường xuyên có cảm giác là khó chịu. Thay vào đó, hãy nhìn vào một cái bức tranh toàn cảnh và thực hiện mọi thứ một cách chậm rãi từ từ, từng bước từng bước một, ắt sẽ có thành công. Vì thế, để hóa giải những hung tinh ý, thì những người tuổi thìn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Khi mang theo vòng tam hợp bên mình, khi gặp khó khăn, khi gặp trắc trở, quý nhân sẽ luôn ở bên cạnh trợ lực giúp đỡ, giúp các bạn hoàn thành công việc đúng tiến độ, đúng thời hạn và từ đó cũng sẽ mang lại được may mắn tài lộc cho những người tuổi thìn. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn. Đó, đó là cái vận trình về công danh sự nghiệp. Hy vọng quý vị sẽ nắm bắt được và có những cái ứng biến hợp lý để gia tăng thêm cái may mắn trong vận trình công việc cho mình. À, tiếp theo nội dung thứ ba, tử thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về vận trình tử vi tiền bạc tài lộc của những người tuổi thìn trong tháng âm lịch. À, thưa quý vị, đôi khi những người tuổi thìn lo lắng thái quá. Chứ tình hình thực tế thì cũng không đến nỗi tệ như các bạn vẫn nghĩ à, ví dụ như cái việc kinh doanh buôn bán thì vẫn là cái nguồn thu nhập đều 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 đặn và cũng rất khả quan so với những người khác những người làm công ăn lương thì không nên có ý thay đổi nào trong thời gian này kéo lại rơi vào cái tình trạng thất nghiệp không có cái nguồn thu nhập cố định hàng tháng nếu muốn thay đổi thì các bạn cũng cần phải gì có một cái kế hoạch an toàn hơn bằng cách tích lũy một cái khoản kha khá trước khi muốn bắt đầu tìm một cái công việc mới À, thêm nữa, trong cái tháng 3 âm lịch thì thất xích bay về phương Đông Bắc nó mang theo cái cơ hội phát tài đến với những người tuổi thìn. À, trong cái hoàn cảnh khó khăn như hiện tại thì đây quả là một cái thời cơ hiếm có. Các bạn hãy nhanh tay nắm bắt lấy, đừng có bỏ lỡ, kéo lại phải hối tiếc về sau. À, tuy nhiên, trong thời gian này thì những người tuổi thìn cũng nên học cách kiếm tiền chậm, bền vững với cái tầm nhìn ít nhất là 3 năm hoặc là 10 năm để tránh rơi vào cái bẫy tài chính của những kẻ lừa đảo đang gì bày ra trước mắt các bạn. Vậy nên để hóa giải những hung tinh và mang lại may mắn về tiền bạc tài lộc thì những người tuổi thìn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để được trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn. Đó. À, tiếp theo Chúng ta cùng xét về vận trình tình duyên của những người tuổi thìn trong tháng 3 âm lịch. À, thưa quý vị, lúc này có thể xảy ra một vài cái tranh cãi nho nhỏ giữa bạn với mọi người xung quanh. Có thể vì những người tuổi thìn quá đề cao bản thân, nói những cái lời khiếm nhã gây ra cảm giác tổn thương cho những người khác. À, trong tháng 3 âm lịch ấy, thì cũng khuyến khích những người tuổi thìn nên dành thời gian để chăm sóc các mối quan hệ xung quanh mình. Có thể các bạn thiếu cái sự lắng nghe nên làm gì cũng gì cảm thấy là gì không hài lòng. ở à, trong cái thời gian này chính là cái cơ hội để các bạn chốt được bầu tâm sự trong lòng bấy lâu nay với ai đó có năng lực giải tỏa cái tâm lý, các bạn sẽ cảm thấy yên lòng hơn khi mà giải bày những nỗi lòng với họ. Ngoài ra thì các bạn cũng nên cho một nửa kia của mình cái cơ hội để chia sẻ, các bạn chỉ cần phải lắng nghe mà thôi. À, đó là khi hai người có thể thấu hiểu nhau nhiều hơn sẽ tránh được những căng thẳng leo thang ông nói gà mà bà thì nói vịt. À, vậy nên để gia tăng cái vận trình tình cảm của mình ấy, Thì những người tuổi thìn cũng hãy luôn nhớ nhé Mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, tí, thìn để trợ mệnh hộ thân à, Thưa quý vị Tiếp theo chúng ta cùng xét về cái vấn đề sức khỏe của những người tuổi thìn trong tháng 3 âm lịch à, Như quý vị đã biết ấy, Thì tháng 3 âm lịch Những người tuổi thìn cũng không nên nghĩ ngợi quá nhiều Nếu không muốn có thêm cái tâm bệnh à, Nếu mà có thể Thì các bạn hãy viết ra những suy nghĩ của mình Lên những cái răng giấy Để đỡ phải suy nghĩ vẩn vương trong đầu cái sự xuất hiện của thiên nguyệt trong thời gian này cho thấy bản mệnh thường xuyên rơi vào cái tình trạng là tinh thần bất an, lo lắng, gây bất lợi cho cái sức khỏe, cơ thể thì yếu nhược, rất dễ bị ốm đau bệnh tật. Ngoài ra, cái tháng 3 âm lịch cũng xuất hiện cái thái tuế hung tinh. Đấy, vậy nên nhắc nhở những người tuổi Thìn cũng nên thận trọng khi mà đi lại. Dù đi đâu làm gì thì cũng nên ưu tiên cái sự an toàn, nhất định không được điều khiển cái phương tiện giao thông khi mà đang gì đã uống rượu bia. Thời điểm hiện tại thì phù hợp cho các biện pháp giải độc tố ở trong cơ thể. À, do đó, quý vị nên ưu tiên những đồ ăn thức uống, nói chung là hỗ trợ cho cái quá trình này nó được tốt hơn. Vì thế, để gia tăng thêm sức khỏe cho mình ấy, thì những người tuổi thìn cũng hãy gì luôn nhớ là gì ăn uống điều độ, có chế độ luyện tập thể dục thể thao một cách đều đặn để tăng cường cái sức khỏe, tăng cường cái thể lực cho mình nhé. Đó. Thưa quý vị, đó là vận trình sức khỏe của những người tuổi thìn. Tiếp theo chúng ta cùng xét về cái phương pháp kích tài lộc cho những người tuổi thìn từng tuổi một xem tuổi nào tốt tuổi nào xấu và làm cái gì để có được cái may mắn hanh thông đó à, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thì đầu tiên chúng ta cùng xét về tuổi nhâm thìn sinh năm 1952 những người tuổi nhâm thìn sinh năm 1952 ấy, thì nói chung ấy là nam mệnh thì gặp sao thái bạch mà nữ mệnh thì gặp sao thái âm à, các cụ có nói là gì thái bạch quét sạch cửa nhà vậy nên những người tuổi nhâm thìn sinh năm 1952 ấy, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái Vật phẩm phong thủy tên là Minh Quan Pháp Bảo. Đây là một cái pháp khí phong thủy để hóa giải những cái vận hạn, mang lại những cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952. Đó. À, quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái Minh Quan Pháp Bảo mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Nhâm Thìn nhé. À, quý vị thân mến, trong thời gian này những người tuổi Nhâm Thìn ấy, quý vị hãy gì buông bỏ mọi thứ và tập trung vào cái sức khỏe của mình. Đấy nếu mà những người làm ăn buôn bán kinh doanh ấy, thì quý vị cũng nên chọn những người hợp mệnh hợp tuổi để mà làm ăn cho được thuận lợi và anh thông. Những người tuổi nhâm thìn chúng ta biết nhâm lấy lòng tệ hợi, nhâm quý xà thấu tàng lấy tị và mão là quý nhân. đó à, Vậy nên là những người tuổi nhâm thìn ấy, 1952 quý vị nên chơi những người tuổi tị, tuổi hợi và những người tuổi thân tuổi tý thì sẽ được may mắn anh thông, cát lợi sẽ đến với quý vị. À, thứ hai là tuổi giáp thìn sinh năm 1964. Thì những người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1954 ấy thì nam gặp sao la hầu, nữ gặp sao kế đô. Các cụ nói là gì? Nam la hầu, nữ kế đô. Đây là một cái vận hạn xấu nhá và quý vị cần phải hóa giải. Thì quý vị với nam mệnh thì quý vị sẽ sử dụng cái vật phẩm phong thủy tên là Minh Quan Pháp Bảo. Còn nữ mệnh ấy, thì quý vị sẽ sử dụng cái vật phẩm phong thủy tên là Vạn Phúc Chi Nhân để mà hóa giải những cái vận hạn này đi, giúp cho quý vị có được những cái may mắn tài lộc nhất định trong cuộc sống cũng như là trong công việc nhé. À, thưa quý vị, trong thời gian này thì những người tuổi giáp thìn với những người còn đi làm ấy, thì bắt tay vào làm việc gì thì nhất định phải làm đến cùng thì mới thôi, chứ đừng có bỏ cuộc giữa chừng. Bên cạnh đó, để tăng cường thêm cái vận may cho mình ấy, thì quý vị hãy chơi với những người là tài lộc, là quý nhân của mình. Thì thần tài của những người tuổi giáp thìn 1964 ấy, giáp với là tuổi dần, vậy nên quý vị hãy chơi với những người tuổi dần. Đó. Đặc biệt là gì? Là tuổi uh, canh dần sinh năm 1950, đó. hoặc là gì canh dần 2010. Và để tăng cường cái vận quý nhân thì quý vị có thể chơi với những người tuổi tí và tuổi thân để được cục diện là thân tí thìn tam hợp hoặc là trên những người tuổi dậu để được thìn rộng nhị hợp cũng sẽ mang lại cái may mắn cát tường đối với những người tuổi nhâm thìn sinh năm 1902 Tiếp theo tuổi thứ ba chúng ta xét là tuổi bính thìn sinh năm 1976. Thưa quý vị tuổi bính thìn 1976 thì nam gặp sao thái bạch nữ gặp sao thái âm thái bạch quét sạch cửa nhà vậy nên những người tuổi bính thìn sinh năm 1976 cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là minh Quang pháp bảo để trợ mệnh hộ thân nhé. À, thưa quý vị trong thời gian này thì những người tuổi bính thìn tránh tâm lý so sánh khiến cho bản thân mình cảm thấy mình kiếm quải hơn. À, quý vị hãy mạnh mẽ hơn đấy và sáng suốt hơn để đưa ra được những quyết định đúng đắn cho công việc cũng như là trong cuộc sống. Đó. À, trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi Bính Thìn cũng nên chọn bạn mà chơi. Chúng ta biết Bính Mậu thì lấy lòng tại tỵ đúng không ạ? Vậy nên những người tuổi Bính Thìn có thể chơi những người tuổi Tỵ, Bính ninh chưa quý vị, chơi những người tuổi Dậu tuổi Hợi. Vậy nên ba tuổi tốt nhất mà những người tuổi Bính Thìn cần chơi đó là những người tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Hợi. Tiếp theo, chúng ta cùng xét đến những người tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Thưa quý vị, tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 thì nam gặp sao La Hầu, nữ gặp sao Kế Đô. À trong thời gian này, quý vị hãy thực tế hơn với cái tình hình hiện tại cũng đừng gì đừng có so đo quá nhiều với cuộc sống của mình bên cạnh đó để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi mậu thìn sinh năm 1988 quý vị cũng hãy chơi với những người tuổi tỵ đúng không bính mậu đấy lộc tại tị mà chơi những người tuổi tỵ nhé còn bính à, giáp mậu canh nghiêu dương chơi những người tuổi mùi tuổi sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ à, tiếp theo chúng ta cùng xét là những người tuổi canh thìn sinh năm 2000 à, tuổi canh thìn sinh năm 2000 thì nam gặp sao cái đô nữ gặp sao thái dương đó trong thời gian này thì quý vị luôn để có những cái cách tốt đẹp hơn để xử lý cái vấn đề. Vậy nên quý vị đừng có mà suy nghĩ tiêu cực. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi canh thìn hãy luôn nhớ đấy, đúng không ạ? Chúng ta có canh lấy lộc tệ thân, giáp bộ canh như dương lấy xỉu mùi đồng quý nhân. Vậy nên những người tuổi thìn, tuổi canh thìn 2000 hãy chơi những người tuổi thân, tuổi tí và tuổi xíu tuổi mùi để được may mắn và hanh thông đó à, thưa quý vị như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của những người tuổi thìn trong tháng 3 âm lịch năm 2024. À, hy vọng những cái thông tin mà Tử Thông chia sẻ sẽ giúp ích phần nào cho quý vị và các bạn đưa ra được những quyết định đúng đắn trong cái việc hợp tác làm ăn kinh doanh hay là chuyện chọn người phù hợp với mình. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.